Em Trần Anh xin gửi chào đến toàn thể bà con nha. Em lại tiếp tục về thêm một mẫu xe nè. Vừa cập nhật về dọn dẹp công nghệ làm đẹp hết toàn bộ rồi. Đây của chú anh chị ạ. Dòng Innova nhá. Con này sản xuất năm 2008. Bản Z nha của chú anh chị. Innova Toyota nè, 48E03696. Lên đầy đủ đồ chơi rồi, ốp chụp đèn đầy đủ rồi. Mẫu xe này thì đã qua xe dịch vụ nha. Z thì chắc chắn phải có dịch vụ rồi. Ta lên đồ chơi nè, ốp phía sau lên toàn bộ đồ chơi hết toàn bộ rồi. Xe này không có sơn rin nha cô chú anh chị nha, sơn lại hết con. Đó, xe có sao báo thẳng với chuẩn nha, biểu tượng của Toyota kết hợp là cản phía sau nè. Lên hết toàn bộ nha, chữ nè, lên đèn rồi các kiểu rồi anh chị, hai cụm đèn nguyên bản nè, trang bị lỗ inox hết toàn bộ rồi nha bà con cô bác. Mâm nè, mâm cực đẹp nha, vỏ nè, vỏ này thì còn được tầm 65%. Đây là phần gầm nè, phần gầm là không có dấu hiệu mục mọt nha. Xe bên em có đồng ý, bên em cũng đã dọn kỹ rồi, để cô chú anh chị lấy về chạy thôi. Toyota 48 đắc nông. Đó, form dáng của em ở đây đời 2008 nha. Tắp bi cửa nè, nè đó, đây là dòng xe dịch vụ chạy rất là bóng nha, bóng lắm, dễ thương lắm. Đây anh chị nè, keo chỉ nè, ghế sạch sẽ, vô lăng vẫn là vô lăng ba chấu, vẫn là vô lăng ba chấu nha bà con. Trang bị màn hình cũ số nè, cũ số nguyên bản của dòng Z nè, cáp lô thảm chống nóng đầy đủ rồi, sạch sẽ nha. Đó, phần ghế kết hợp chủ nhà đã bọc lại toàn bộ ghế mới cho em nói rồi. Đây anh chị nhìn sống gân nè. Đó, mẫu xe này cũng đã có từng trải qua dịch vụ nha. Đây nè, anh chị thấy cái nút này không, đây là vết son, vết son trên môi em, một lỗ để khoan đục nè. Đó, xe có sao báo thẳng với chuẩn nha, hết tiền mà. Z thì chắc chắn là phải dịch vụ rồi. Đây anh chị nè, khoan nè, đó, chém lại nè, không, tắp bi nè, được cái nội thất sáng tài, xe sạch sẽ nha, xe cực kỳ sạch sẽ nha bác anh em, xe sạch sẽ lắm. Ghế phía trong chủ nhà bọc lại toàn bộ ghế mới hết cho em nói rồi, lót sàn nè, bọc lại toàn bộ sàn mới hết rồi nha bà con. Trần nè, trần nè anh chị. Đó, có một hai chỗ nó bị rách nhẹ trên trần chi lông thôi. Máy 2 chấm nha, máy 2 chấm nha bà con. Mua về che nắng che mưa chở gia đình với mẫu xe 7 chỗ rất là ok nha. Con này lên mâm hết rồi. Nói chung là chưa có lên tới bài nha. Dàn lạnh âm trần chưa có, chỉ có một dàn lạnh thôi. Chỉ có một dàn lạnh nha bà con. Tắp bi tắp lô liền lẹt sạch sẽ nè. Tắp bi bên đây nè, cũng vậy nha anh em. Ghế thảm chống nóng đầy đủ nè. Anh chị nào đam mê mẫu Innova Z đời 2008 alo cho em. Đăng kiểm tháng 6 năm 2021 nha. Mặt ca lăng trước của em nó là nguyên bản luôn. Trần Anh sẽ đề phần máy lên nha. À, có nước sơn ở đây nó hơi bị phai ra tí xíu nha. Đây là nước sơn nè. Hơi bị phai một tí xíu không ảnh hưởng nha bà con. Đồng hồ nguyên bản của MZ đây. Đó, máy Trần Anh đã mở rồi. 689.631. Cô chú mua xe, anh chị mua xe phân biệt cho Trần Anh. Dây thì phải tương đối chạy nhiều, xe này không tua đồng hồ nha. 689.631 km rồi. Trang bị màn hình cảm biến nè. Đây anh chị, màn hình cảm biến nè. Đầy đủ tính năng trên chiếc xe nè. Ok chưa? Cụ số nè, dàn lạnh nè, AC. Dàn lạnh Trần Anh đã kích hoạt rồi. Vô lăng xem nó vẫn là vô lăng 3 chấu biểu tượng của Toyota nhé. Đó. Đèn đóm đầy đủ hết. Tắp bi nè, bóng nè. Đời 2008. Bao ghế sạch sẽ chưa? Ghế sạch sẽ nha. Dán toàn bộ phim kích nhiệt hết toàn diện rồi nha cô chú anh chị nha. Nhìn sóng gân nè, rất là ok. Đây cục máy nè, cục máy nó êm lắm. Đây bà con,
cục máy nổ siêu êm. Trần Anh đã dọn xe này kỹ lưỡng rồi. Với cái dòng này không có đổ hơi cho nên bà con yên tâm nhé. Dầu trợ lực là vàng ươm nè. Đây là dầu trợ lực anh chị. Vàng ươm nha. Đó. Dầu trợ lực nguyên bản đó. Dòng này sẽ xài qua là 4 bánh xẻ nha. 2 là 4 nè. Đây là bướm nghe đầy đủ tính năng trong con xe rồi. Di sẽ không có ABS nhé. Bà con. Đây nè. Hai bên đường không một dấu hiệu là móp méo nha. Đi đôi xe là hai cụm đèn rim đôi xe luôn. Chủ nhà kết hợp đã lên toàn bộ đèn led hết toàn diện cho em nó rồi nha bà con. Nắp capo nè. Đó, phần nắp capo những sóng gân cho nắp capo không có dấu hiệu đâm pa nhá. Mẫu xe ít tiền lấy về chạy ngay, bên em dọn kỹ rồi nha bà con. Cục máy đó, cục máy nổ bao em luôn. Đó, chắc chưa, đam mê mẫu này alo cho em. Trần Anh xin nhắc lại nha, Innova Z 2008 xe đã có qua dịch vụ nha bà con nha. Đó, xe có sao báo thẳng với chuẩn. Nước sơn thì cũng đã sơn lại nha. Anh chị trải nghiệm phần cốp sau cùng với em à. Đây là phần cốp sau. Ghế chủ nhà kết hợp bọc lại toàn bộ hết rồi. Đẹp rồi, hai bên đinh bấm nè. Không có dấu hiệu để đâm vai cứng đụng nha. Đó, đây là phần ghế đó anh chị. Dòng này bà con không thích thì bà con có thể gấp ghế lại nha. Đó, bà con gấp ghế lại. Phía sau bà con có một khoang chứa đồ cực kỳ là sạch sẽ và liền lẹt luôn. Hai bên đẹp như nhau nha. Bon điện nguyên rin hết. Cùng mẫu xe mà người ta đã chạy qua dịch vụ nhưng mà chất xe, chất máy còn rất là ok nha, nội thất thì cũng đẹp nữa. Đó, anh chị mẫu xe tiền mà cô chú chị mua về chạy. Máy êm ru, máy 2 chấm nha. Con này cao lắm, kịch kim cho cô chú chị. Tầm 9 lít thôi. 9 lít trên 100 km nha. Thoải mái cho bà con quét luôn. Trải nghiệm luôn phần gầm cùng với Trần Anh ô tô nè. Đây là phần gầm nè bà con. Gầm cao máy thoáng cực kỳ. Đó, phần gầm mình. Dòng này sẽ sử dụng trục lép cầu sau chứ. Đó, được cái gầm bề mà. Gầm bề kê nha, không có bụng vọt nha. Đây là phần gầm này. Trục lép những động cầu sau nè. Đó, gầm bề đây. Ok chưa? Đam mê về mẫu này thì alo cho em. Cùng mẫu xe tiền đến với tay người sử dụng luôn. Một lần nữa Trần Anh xin kết thúc channel tại nơi này. Nhớ đăng ký kênh của Trần Anh ô tô và đừng quên bấm vào chuông thông báo nhé. Em cập nhật về rất là nhiều xe về phục vụ cho bà con cô bác anh chị trên 63 tỉnh thành luôn nhé. Từ G đến Z bên em đều có đủ. Em xin kết thúc channel tại nơi này. Em see you and goodbye.